con rất là ham mê đối với công nghệ thông tin và nó giúp con thông minh hơn, logic hơn và tư duy hơn các môn khác, vì các môn khác nó rất áp lực và làm con phải mệt mỏi sau mỗi buổi học. Con muốn là một lập trình viên xuất sắc của thế giới. Tên thật là Trần Mạnh Quân, hiện đang học ở MIT lớp SA02 của Thời Sơn. Rồi, vậy thì con hãy cho thầy biết là từ thời điểm nào thì con có hứng thú với bộ môn lập trình này? Khi mẹ con cho con xem người ta lập trình, giới thiệu môn lập trình cho con biết và cho con trải nghiệm các trò chơi mà người ta lập trình cho con. Rồi, tại sao con lại lựa chọn bộ môn lập trình này mà không phải là một bộ môn khác nhỉ? Con cảm thấy môn này nó rất là tư duy đối với con, nó rất là vui vẻ đối với con và con cảm thấy nó là một bộ môn xả stress sau khi làm các bài tập trên lớp. Con muốn là một lập trình viên xuất sắc của thế giới. Sau khi con học môn này xong thì con sẽ tạo ra nhiều game và đăng lên mạng để người ta chơi thử và người ta đánh giá cho con như thế nào. Trong quá trình làm sản phẩm thì con tâm đắc nhất với cái sản phẩm nào? Cái sản phẩm mà con cảm thấy là nó hoàn thiện tốt nhất trong tất cả các bài mà con từng lập trình qua đó chính là sản phẩm cuối khóa vào Scratch Level 2 này, tại vì nó rất là khó và cần phải sự giúp đỡ của thầy. Thì bước đầu tiên là con tìm nhân vật, tìm background, tìm rất là nhiều thứ để chuẩn bị cho một cái khóa lập trình này. Và bước thứ hai là con sẽ lập trình các nút sao cho nó diễn đúng cái kế hoạch mà con nghĩ. Và bước thứ ba là con lập trình từng câu hỏi, từng đáp án của cấp độ dễ, trung bình, khó và cần phải lập trình sao cho khi mình ấn cấp độ dễ nó không bị nhầm lẫn qua cái mức trung bình hay là mức khó, và nó phải giữ nguyên cái câu hỏi và câu trả lời đó. Rồi, vậy thì con hãy cho biết là trong cái sản phẩm này thì đâu là cái giai đoạn khó khăn nhất? Và khi con gặp khó khăn thì con giải quyết nó như thế nào? Con cảm thấy cái công đoạn khó khăn nhất đó chính là công đoạn mình lập trình cho từng cấp độ như thế, bình thường hay khó. Tại vì nếu mà mình copy ra thì nó sẽ bị lặp lại và ứng dụng nó sẽ không hiểu được. Và theo đó thì con đã nhờ các thầy giảng bài cho mình hiểu hơn và nhờ thầy giúp con lập trình cho những nhân vật nó đi qua cách suôn sẻ. Cái môn này thì nó giúp rất nhiều các yếu điểm của con khi ở trên lớp, như là không tập trung, không chuẩn bị bài trước. Thì sau khi học môn này thì nó đã giúp con tập trung cô giảng bài hơn, và nó giúp con sáng tạo hơn và giúp con thỏa mãn người hơn và không áp lực trong cuộc sống. Rồi, vậy thì con cảm nhận như thế nào với môi trường học tại MIT? Các thầy cô luôn luôn vui vẻ đối với học trò. Các bạn sẽ giúp con tìm các yếu điểm trong bài con. Sau đây thì thầy cũng có một cái câu hỏi, một cái chia sẻ của con nhé. Thì hiện nay thì có một số bạn nhỏ ấy, thì cũng gọi là mong muốn học lập trình, nhưng bạn ấy còn cái khúc mắc đó là học bộ môn này thì rất là khó. Thì không biết là con có chia sẻ gì để giúp cho các bạn nhỏ có cái phần tự tin hơn hay không? Lời khuyên của con đối với các bạn là đừng có bao giờ mà nghe người ta bảo là nó rất là khó. Mình cần phải thử nó. Mình nghe thầy cô giảng bài thì nó sẽ rất dễ đối với mình, và mình cần thử nó vì nó là một bộ môn tư duy sáng tạo cho mình. Thì đầu tiên thì thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Quang Sơn, hiện tại thầy đang là giáo viên tại MIT, là người đồng hành với Quân trong thời gian vừa qua. Thì sau đây thì thầy sẽ có một số cái nhận xét về Quân như thế này. Trong quá trình học thì thầy thấy Quân là một bạn có một cái tính cách đó là hơi chậm. Cái lần đầu tiên mình giao tiếp với nhau đúng không? Còn rất là chậm, nhưng mà sau này cực đồng hành với con nhiều hơn thì thầy thấy là gì? Trong cái sự trầm tĩnh của con thì con làm bài rất là tốt, con có cái sự kiên quyết trong việc học tập của mình, kiên trì, và có thể nói là con sẽ là luôn luôn là gì? Làm xong, làm tốt nhất có thể thì mình mới có thể là gì? Trở về nhà trong cái niềm vui. Thì đây là một cái mà thầy đánh giá rất là cao trong cái ý thức học tập của con. Và trên con đường này thì thầy mong muốn có một lời nhắn nhủ với con đó là thầy hy vọng con có thể kiên trì và duy trì được cái tính tập trung của mình trong quá trình học tập, dành thêm thời gian cho việc học lập trình. Vì thầy thấy là con có cái nền tảng rất là tốt này, con có siêng năng, chịu khó tìm hiểu và luôn luôn là chủ động giải quyết vấn đề. Hy vọng là trong cái phần sản phẩm của khóa tiếp theo, thầy sẽ hy vọng là con đạt kết quả tốt nhất có thể.